một chiếc xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao đến từ thương hiệu Hyundai. Có thể nhìn qua một chút, cái này các bác biết ngay là đây là dòng xe gì rồi đúng không ạ? Một chiếc xe Hyundai Tucson 2011 tư nhân một chủ sử dụng từ mới nhé. Hôm nay em Hương sẽ review chi tiết về chiếc Tucson mà rất là nhiều khách hàng đang quan tâm trong suốt thời gian qua của em Lê Hương nhé. Máy xăng 2 cầu số tự động đẹp, tư nhân một chủ và được sản xuất vào năm 2011. Em Lê Hương đang chào bán với cái giá cực kỳ yêu thương 455 triệu. Bác nào đang quan tâm và đang thích sở hữu cho mình một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao với full option thì không thể bỏ qua dòng xe Hyundai Tucson này của em đâu ạ. Hôm nay em sẽ quay trực tiếp video cho các bác nhà mình nhìn nhé. Mấy hôm nay có lên live rồi nhưng các bác xin video nhiều quá, chi tiết nhiều quá, hôm nay em sẽ quay luôn ạ. Thứ nhất là em đã mở khoang máy lên rồi thì em sẽ quay luôn khoang động cơ máy móc của xe cho các bác nhà mình này. Xe vừa mới về, em chỉ mới xịt rửa qua bằng nước thôi. Nhưng các bác nhìn này, tất cả những cái bút chấm sơn nguyên bản này, từ cụm phanh ABS này vẫn còn nguyên và đầy đủ cho em nhé. Máy móc nó chưa có rửa dọn gì nên là nhìn nó vẫn còn hơi bị bụi một chút nhưng không sao cả. Qua video chi tiết đang quay là các bác có phần nào cũng thể nhìn chất lượng của xe rồi. Qua cam kết em mua bán văn bản mà các bác nhà mình, cam kết trực tiếp qua văn bản luôn. Nhìn cái lắp capo chưa vặn mở này, thảm chống nóng giảm nhiệt cho với 11 năm sử dụng như thế này là yên tâm tuyệt đối chưa ạ? Hyundai Tucson 2011 tư nhân một chủ sử dụng từ mới, giá chào bán là 455 triệu. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại để em Lê Hương tư vấn hỗ trợ trực tiếp cho các bác nhà mình đây ạ. Còn bây giờ em sẽ quay về ngoại thất của xe. Cái nhìn đầu tiên là cái yêu nhây, ngay từ cái nhìn đầu tiên đó chính là ngoại hình nhé. Đây các bác nhìn này, biển 34, một chủ sử dụng từ mới. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon. Đèn bi salon kết hợp với đèn phá xương này, có đèn halogen rồi. Đèn phía dưới hình quả xoài này cũng là đèn gầm sáng trang cho em nhé. Nước sơn màu xanh đẹp, trên nắp capo có 4 đường dập nổi cực kỳ sắc nét luôn. Với một dàn lốp dày, lốp khá là dày và to so với dòng 5 chỗ ngồi gầm cao thì bộ lốp và bộ la răng nó làm con xe nó trường lên bao nhiêu. Đấy, tích quá là to luôn đúng không ạ? Một dàn la răng thể thao này, phanh ABS này gầm bệ sáng trang. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 6/2023 nên các bác cứ yên tâm nhé. Xin nhan tích hợp trên gương, sơn si sạch đẹp, có những hình dán sticker thể thao này. Hai cánh cửa phía trước có phím mở một trạm thông minh cho em nhé. Cột keo keo chỉ của em nó thì còn giữ được nguyên bản cho em, keo chỉ nguyên zin này. Phần táp ni đây em cũng quay trực tiếp luôn, cực kỳ đẹp luôn các bác này, không hề sờn, không hề bị bóng này. Đây là phần tì tay chống mỏi, hoàn toàn là bằng da cao cấp luôn nhé. Đây là da và đây cũng là da luôn. Bốn quả loa to bản, trang bị bốn cánh cửa này, thêm hai loa chép nhỏ nhé. Ghế da với phần nội thất thì là ghế da zin. Cửa sổ trời full HD cho em ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao SUV có Hyundai Tucson. Túi khí an toàn đầy đủ cho em này, các thanh gió điều hướng chỉnh điều hòa hoạt động bình thường. Ốc nhái không vặn mở này, thảm chống nóng giảm nhiệt. Thì em này được bác chủ cũ lên cái thảm cao su cực kỳ sạch sẽ luôn. Kệ bước chân lên xuống sáng trang, ốc nhái không có dấu hiệu vặn mở luôn. Hai cầu máy xăng số tự động đẹp đây ạ, có Hyundai Tucson. Cột keo keo chỉ còn giữ được nguyên bản, kể cả móc khóa trẻ nhỏ thông minh vẫn còn giữ được nguyên bản luôn. Da không hề bị rách hay là vỡ đâu, còn nguyên phần da cao cấp này. Táp ni cũng vậy luôn, bóng không bị bóng này mà vẫn còn những cái vân hoa sần đây này. Loa to bản luôn, bốn quả loa đây, cực. Thật sự là một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao đi khá là sướng nhá. Rộng rãi thoải mái này, hai cầu máy xăng với động cơ trang bị 2.0. Cửa sổ trời full HD, nhìn quá là chất lượng đúng không ạ? Có thể thao, có đi sướng đi đầm xe, tiết kiệm nhiên liệu với động cơ 2.0. Phanh ABS đầy đủ cho em, nước sơn màu xanh đẹp với những đường dán bên ngoài. Hyundai Tucson 2011, tư nhân một chủ sử dụng từ mới. Một dàn lốp dày, na răng thể thao, bốn bánh trang bị phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Em sẽ quay cả khoang hành lý này. 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng khoang hành lý quá là rộng rãi luôn. Một chiếc xe gia đình ông vua đô thị luôn. Các bác có đi chơi, đi du lịch, đi picnic thì ok luôn đúng không ạ? Khoang hành lý quá là dài. Phía sau cốp còn có cho em là đèn gờ, đèn cốp này, cổng sạc này, tất cả luôn đầy đủ luôn ạ. Nhìn từ phía dưới lên này các bác nhìn này, cửa sổ trời full HD với hai hàng, với hai làn cửa sổ có đèn trần ở giữa ngăn cách này. Ốc nhái không hề bị vặn mở, máng nước hai bên sáng trang, đèn hậu đẹp, một đôi thụt nhẹ nhàng. Đấy, keo chỉ toàn bộ lắp capo luôn. Một chiếc xe khá là cao, mặc dù em Hương khá là cao nhưng em này cũng khá là cao luôn. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp còn, sàn bẹ sạch đẹp luôn. Đèn hậu phía sau là có đèn LED nhá, có thêm định vị LED này, đèn halogen này.
cam lùi đầy đủ cho em rồi. Ký hiệu 4WD kia chính là ký hiệu của hai tàu đấy ạ. Cam lùi đầy đủ rồi, có đẹp chưa? Gầm bệ sáng nói không với mục mọt. 2011 em bao test cho các bác nhà mình luôn, không mục mọt luôn. Đây, lốp đây. Lốp nào em cũng quay chi tiết, la răng nào em cũng zoom cận cảnh, các bác nhìn kỹ chất lượng xe. Qua hình ảnh video cam kết chất lượng xe của em, các bác cứ yên tâm nhé. Nội thất ghế da tươi mới đẹp này, trần nỉ này, có đèn trần nhá, có đèn trần bình thường luôn này. Đây, không với tới luôn. Có cái gì nhỉ? Có cửa sổ trời full HD, ghế da đẹp luôn. Ốc nhái không hề vặn mở luôn ạ, cánh cửa nào cũng quay chi tiết luôn. Hyundai Tucson 2011 tư nhân chính chủ Hải Dương bán lại cho em. Một chiếc xe với một chủ sử dụng từ mới, các bác rất là thích đúng không ạ? Còn bây giờ em sẽ nói qua về option của em nó này. Khóa cầu V-size đầy đủ này, cụm đèn pha có thể tự động auto cho em. Và ghế lái của em này là ghế lái chỉnh điện cho em nhé. Ghế lái chỉnh điện ạ, không phải chỉnh cơ đâu. Đó, rất là tiện luôn đúng không ạ? Chỉ cần nhấn một nút thôi. Các bác nhìn này, thật sự công nghệ nó nằm ở đây. Đó, chỉ cần nhấn cái nút thôi là có thể chỉnh này. Không phải chỉnh cơ đâu ạ, mà chỉnh điện hoàn toàn cho em. Lên xuống bằng ghế này. Thông số tích cơ của xe, móc khóa, ốc nhái không hề bị vặn mở luôn nhé. Khóa cầu V-size đầy đủ, vô lăng thiết kế 3 chấu, có tích hợp các phím bấm trên vô lăng, túi khí an toàn, màn hình Android để nổ khởi hành start top. Và tất nhiên với dòng Tucson này thì điều hòa sẽ là điều hòa auto nhé. Màn hình Android cảm ứng này, cảnh báo này, đây điều hòa lóng lạnh cho em đầy đủ nhé, sấy sưởi kính này, củ số phanh tay này, các bác nhìn này. Có cái cần số được may ra thêm một cái áo da thủ công cực kỳ đẹp luôn, củ số rích rắc. Bệ tì tay chống mỏi của em này khá là dài và rộng. Phía dưới sẽ là một cái cốp mini cho các bác nhà mình để đồ vào đây. Em này các bác nhìn sẽ hơi nạ một chút. Nếu như bác nào đã từng đi quen rồi thì không sao, bác nào mới tiếp xúc thì sẽ thấy phanh tay đâu. Đây ạ, củ số rích rắc ở đây. Nhưng phanh tay nó giống như dòng xe mẹc vậy. Thiết kế giống như dòng xe mẹc vậy. Đây là phần phanh tay, hay còn gọi là phanh chân luôn. Đạp vào đây nó thiết kế như là phanh tay đấy ạ. Ghế da cao cấp nguyên bản, ghế da zin, máy số đại chất, tư nhân một chủ sử dụng, đẹp căng như thế này. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao SUV Hyundai Tucson 2011 giá chào bán 455 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Qua rồi thì em Lê Hương đã quay video review chi tiết về chiếc xe Tucson một chủ sử dụng rồi. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại hoặc kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790 để em Lê Hương tư vấn nhé. Đừng quên những lượt đăng ký kênh để không để bỏ lỡ những buổi video báo giá trực tiếp của em Lê Hương vào 11:30 các ngày trong tuần. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.